tôi muốn mạnh nhất. Thị trấn công phu. Người tập hợp. Mấy ngày nữa chính là đại hội tỷ võ 3 năm một lần của Thiếu Lâm Tự. Người nào thắng liên tiếp 3 hiệp có thể trực tiếp vào Đạt Ma Diện tu hành. Có lòng tin không? Có. A-di-đà Phật. Mọi người đều phải loại bỏ tạp niệm trong lòng. Đêm công phu mười mấy năm, hãy thể hiện hết ra đi. Nhớ lấy, chiến thắng đối phương không phải là tiêu chuẩn duy nhất để vào Đạt Ma Diện tu hành. Quan trọng nhất, tâm, võ, thiền. A-di-đà Phật. Đi, tiếp tục luyện võ. Cố lên. Tiếp tục luyện. Nào, cố lên. Sư đệ, lần này ta nhất định phải vào Đạt Ma Diện. Được, nhưng mà không phải là hai chúng ta nói là được. Nhìn ta đi. Sư huynh, đợi đại giới. Oh!
Diên Sâm. Chúc mừng đệ đạt được tư cách tiến vào Đạt Ma Viện tu hành. Hy vọng sau này võ công tu hành của đệ có thể lên một đẳng cấp khác. Cảm ơn sư huynh. A Di Đà Phật. Hôm nay tỷ võ kết thúc, về đi. Vâng. Sư huynh, còn đệ thì sao? Đệ cũng nên được vào Đạt Ma Viện chứ. Đệ cũng thắng liên tiếp ba hiệp mà. Tục thế hồng trần, tự có chân lý. Nhân gian phúc địa, tự có đại đạo. Đệ ở Thiếu Lâm tự luyện công được 20 năm. Công phu tuy là tốt, nhưng mà võ công vẫn còn nông cạn. Sư phụ căn dặn, đệ vẫn là xuống núi tu hành đi. A Di Đà Phật. Sẽ trở lại. Năm năm sau, cẩn thận một chút. Được. Cầm chắc. Sư phụ, để xuống. Đưa. Cẩn thận. Ông chủ thật lợi hại. Ông chủ khỏe quá. Sư phụ, người xem, tháng này lại bán được nhiều đơn lớn. Không tồi. Cô xem mà làm đi, đừng bạc đãi công nhân. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Vâng sư phụ. Cậu lái xe cái kiểu gì thế? Sư nương. Qua đó đi sư phụ. Cậu, điện thoại của sư phụ. Mẹ, con đến quán trà. Dân à, em nhìn cảnh sát Sơn Trang Long Tuyển của chúng ta đi, thật là đẹp, núi xanh nước trong, phong cảnh là mê lòng người. Chị thấy chị ở đây sống cả một đời cũng được. Này, chị không thể cứ mãi một mình, em cảnh cáo chị. Người theo đuổi chị đã giẫm nát hết cổng trước quán trà của chúng ta rồi. Em không tin, chị không đồng lòng với ai. Em không phải là không biết, nhưng người bên cạnh phân phân hợp hợp nhiều quá rồi. Lòng chị cũng chết rồi. Vậy đại hiệp đối diện chúng ta thì sao? Hai năm nay anh ấy đối với chị cũng là nghĩa nàng tình sâu mà. Chị đối với anh ấy không có một chút đồng lòng nào sao? Đại Long đó mỗi ngày chỉ biết có mỗi tỷ võ luyện võ, ngốc chết đi được. Không phải đâu, em thấy anh ấy gần đây bắt đầu học chữ rồi. Hai hôm trước em còn thấy anh ấy ở trong game núi luyện phi quan lệnh đó. Xem ra vì đại hiệp này, vì chị của em thay đổi triệt để rồi. Thôi đi, tên ngốc đó mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến tranh bậc nhất, căn bản không hiểu lòng người khác. Hãy
Lão tiên sinh, ngài là đang chê cười công phu của tôi không tốt sao? Đừng hiểu lầm, ta thấy lá trà này phơi ở dưới ánh mặt trời làm cho cái trà này hương vị thay đổi rồi. Cậu vừa nãy nói công phu gì? Sư phụ, cậu lễ phép quá. Đứng lên, đứng lên. Ông già này được lắm. Tôi làm thật đó. Sư phụ à, sư phụ, cậu nặng hơn cả trâu. Chân của tôi sắp bị cậu đè ép gãy rồi. Đắc tội, đắc tội. Ngài là cao thủ. Tôi vừa nãy chẳng qua là uống một cốc trà. Cậu không cần phải đối với tôi như vậy. Tôi không đùa với cậu nữa. Thật là. Ngày mai ngài dạy tôi công phu, tôi pha trà ngon cho ngài. Cậu nói cái gì? Ngày mai tôi pha trà ngon đợi ngài. Được. Một lời đã định. Nhìn kìa. Chị xem, đối diện lại luyện võ rồi. Tên ngốc này, mỗi ngày chỉ biết luyện công, trụ cổ không biết đánh gãy mấy cái rồi. Em thấy anh ấy là thật sự rất lợi hại. Chị có nhớ lần trước cái tên béo háo sắc động chân động tay với chị không? Nhìn có vẻ như to con, không phải là bị anh ta đánh cho một trận lăn ra đất sao? Anh ta mỗi ngày chỉ biết làm đại hiệp. Cái gì mà đại hiệp an dân trừ bạo, đại hiệp nên ngàn chiến không say, đại hiệp nên hành hiệp trượng nghĩa. Cách xa như thế, tai của chị nghe cũng sắp tắt rồi. Xem ra lấy vẫn là không hiểu gì. Không hiểu chị muốn ở đây không chê cuộc sống quan sơ lạc hậu. Sư phụ, công phu gần đây của người luyện không tồi. Trên thị trấn của chúng ta chắc chắn không có ai đánh thắng được người. Thị trấn không ai đánh thắng được thì đi bên ngoài tìm thị trấn khác. Những võ lâm cao thủ trong nước cậu tìm hết cho tôi. Tôi không tin. Tôi không lấy được cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Đệ nhất không đệ nhất không quan trọng. Tôi thấy công phu của người lấy được lòng của chị Tây Thi rồi. Chắc chắn không sai. Luyện công thì tôi còn biết, chứ theo đuổi con gái không biết gì cả. Thực ra theo đuổi phụ nữ giống hệt với người luyện công. Chỉ cần người dùng tâm. Đệ nhất, đó là ta may mắn. Cậu nói nếu như cứ đợi tiếng như thế, cậu nói tôi đã bao nhiêu tuổi rồi? Bà của cậu còn không đột gia tôi sao? Sư phụ, bộ da này của người nếu như lột ra cũng đẹp trai lắm. Muốn ăn đòn hả? Tiểu tử này, công phu không ra gì, chỉ biết dỗ mông ngựa. Cậu đứng lại đó cho tôi. Hôm nay phải về dỗ cậu hẳn hoi. Đứng lại đó cho tôi. Nào các bé, cẩn thận nhé. Đến rồi, cẩn thận. Mau xuống xe, chúng ta đến rồi. Các bé, công xã Long Tuyền đã đến rồi. Ở đây có đồ ăn vặt rất ngon và phong cảnh đẹp. Quá tốt rồi. Đứng lên đi. Sắp ăn được gà rồi. Làm gì đó? Đứng lên đi. Chúng ta là trại luyện võ thuật. Bao nhiêu ngày rồi? Đến ngủ một quyền cũng không biết. Tiểu Cường, đều là trẻ con, dần dần là được. Tiểu Cường, thế này đi, cậu luyện một chút cho bọn trẻ lấy lại tinh thần. Được. Thầy luyện cho mấy đứa xem. Nào, qua đây. Không sao. Đại quân, cậu xem, tên tiểu tử này công phu cũng không tồi. Đi, thử thách cậu ta một chút. Huynh đệ, không có gì khác, chỉ là muốn tỉ võ gia một chút. Đại quân, cậu đứng đây, tôi đi gọi sư phụ. Nhường đường, nhường đường. Nghiệp Văn, gần đây làm ăn thế nào? Trà quán Đài Long chắc chắn là càng ngày càng tốt. Vậy thì tốt. Anh, ép chân à? Anh xem giày của tôi mua thế nào? Chỉ được cái mã thôi. Sư phụ,
Sư phụ, sư phụ, sao thế? Thị trấn chúng ta cuối cùng cũng có cao thủ đến rồi. Thế sao? Đại quân bị đánh đến gần như không đứng vững được. Thật sao? Quá tốt rồi, đi. Anh, sư phụ, cậu đi đâu đó? Làm việc đi. Chỗ đó không cần cậu. Nhưng đương, xin lỗi. Nhưng đương, nhưng đương, nhưng đương, tránh ra, tránh ra. Xin lỗi, xin lỗi. Cẩn thận đó. Đau, 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 đau. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hai người anh em, đừng đánh nữa. Đánh cái gì mà đánh? Hai hôm nữa có đại hội võ lâm ở thị trấn chúng ta thì đánh. Đánh thắng còn được thưởng 200.000 nữa đấy. Người anh em, đã tìm được chỗ chưa? Đến nhà tôi đi. Nhà tôi là nhà có điều kiện tốt nhất ở thị trấn này đấy. Đi đi, đến nhà tôi đi. Đi. Nào, các cháu theo ta nhé. Đại quân, sư phụ, sao chuyện là thế nào? Người đâu? Vào trong trấn rồi. Ở trong trấn thì tốt. Đi. Cậu xem người nước ngoài, to lớn thật đấy. Mời Dương. Giấm lão Trần đi. Sư phụ, mua giấm lão Trần đi. Giấm lão Trần. Cái đó không uống được đâu. Đó là giấm không uống được. Tôi vừa đã nói với cậu rồi, không uống được mà. Trả tiền đi sư phụ. Chưa trả tiền mà. Nào, uống trà. Cảm ơn, cứ dùng tự nhiên. Chậm thôi, nóng đó. Trà được rồi, mời dùng. Cảm ơn. Không khách khí. Lát nữa có cơm ăn rồi. Lão đại nói ngày kia ở đây có một đại hội võ lâm. Bọn họ đang tuyển người. Tham gia không? Hình như là tiền thưởng 200.000 tệ. Tôi thấy ở đây rất thú vị. Công phu Trung Quốc là văn hóa rất lâu đời. Tham gia đi. Rất là thú vị. Sa cha, công phu Trung Quốc chỉ để biểu diễn mà thôi. Victor, tôi không phải là đã từng nhắc nhở các cậu rồi sao? Chúng ta đến đây để làm gì? Đây có lẽ cũng là một trải nghiệm không tồi. Tôi thấy có thể tham gia thử xem. Nhưng xin mọi người đừng quên nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta. Phương thuốc ngàn vàng của Dược Dương Tôn Tư Mạc được phát hiện trong sách cổ đời Đường, là phát hiện sớm nhất về y học được ghi chép bằng tiếng Trung trên thế giới. Vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau dán màn diện mạo thần bí của sách cổ đời Đường, Phương thuốc ngàn vàng của Dược Dương Tôn Tư Mạc. Xin mời.
Cái này tốt. Viên bảo tàng của tôi đang cần nó. Vật cổ này có được nó, viên bảo tàng của tôi sẽ hoàn mỹ tuyệt đối. Cậu phụ trách kiếm nó về cho tôi. Tôi sẽ dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Nhất định có thể mang nó về đây, ông chủ. Đợi tôi từ Trung Quốc trở về, bảo vật này sẽ thuộc về tay ông. Gần đây làm ăn thế nào? Rất tốt sư phụ, ngày nào cũng chạy hết công suất. Vậy thì tốt. Sư phụ, cái tên đó đánh tôi. Tôi tiểu tử, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Sư phụ tao đến rồi. Các người muốn thế nào? Xem dáng vẻ của cậu, đánh với cậu giống như tôi đang bán nạt cậu. Sư huynh, sư đệ, sao đệ lại ở đây? Em họ của đệ Tiểu Cường. Trên chùa không bận, em đến lớp võ thuật của cậu ấy làm hướng dẫn. Em họ, vậy chúng ta không phải là người một nhà sao? Thật tình, chúng ta là người một nhà. Sao huynh lại ở đây? Đối diện chính là quán trà của ta. Sư đệ, mấy năm nay đệ ở Đạt Ma Viện luyện công thế nào rồi? Chúng ta tỉ thí đi. Sư huynh, sao huynh lại vẫn như thế? Đi. Phú Đài Long, anh làm cái gì thế? Muốn đánh thì ra ngoài đánh, đừng đánh ở chỗ của tôi. Sư phụ, chị Tây Thi nói đúng. Hôm nay có nhiều cao thủ đến như vậy, hay là chúng ta cho họ lên đài tỉ thí đi? Được, chúng ta lên đài để thể hiện. Sư đệ, nhiều năm không gặp, đến trà quán của ta ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Được. Sư phụ, sao người lại ở đây? Có chuyện thì gặp, đồ ngốc. Sư phụ, đừng có gọi như thế. Còn không phải. Thầy à, mời ta uống trà đúng không? Không phải. Ngày kia chính là cuộc thi trà dương rồi, rất nhiều cao thủ đến. Người cũng phải nói cho tôi biết đánh như thế nào. Vậy ta nói cho người biết, núi cao còn có núi cao hơn. Thiên hạ không phải là thiên hạ của một người. Người tự biết lượng sức của mình đi. Vậy tôi đánh thế nào mới không thua? Không đánh thì không thua. Muốn đánh nhất định thắng, biết không? Ý gì? Nghĩ cho kỹ đi. Đây chính là công phu của Trung Quốc. Cười cái gì? Có hiểu công phu của Trung Quốc hay không? Công phu Trung Quốc? Đứng lại, anh đang chơi cười công phu người Trung Quốc sao? Có muốn tỉ thí không? Đừng đánh nhau. Nào nào uống trà. Uống trà. Hahahaha.
Không sao chứ. Đi. Đi. Hai người trẻ các cậu không được manh động quá. Tiên sinh, tách trà. Tách trà của ta, cậu biết không? Tách trà mấy chục năm chưa từng bị đánh dở. Chậm thôi các em nhỏ. Cẩn thận bậc thềm. Đến rồi. Đây chính là lớp học thanh niên ăn ngô lúc đó. Lớp học thanh niên ăn ngô tên đầy đủ là Lớp học cách mạng thanh niên chiến thời, là căn cứ về chủ nghĩa yêu nước và địa điểm của cách mạng đương thời. Thành lập vào tháng 10 năm 1937 đến tháng 5 năm 1940. Chỉ có 2 năm rưỡi. Các em xem đi. Trên tường là một số ảnh công việc và cuộc sống của các tiền bối cách mạng đương thời. Các em có thể xem. Chỗ này không được vào. Tránh ra. Cúp sang một bên. Chậm thôi. Cẩn thận. Cẩn thận đó. Cô gái trông cũng xinh xắn đi. Sao lại không có mắt hả? Dở kính rồi. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Không phải cố ý cũng dở rồi. Đại ca, cũng không phải là chuyện gì lớn. Đừng làm khó cô ấy. Lại nói đây là đường ra. Đường vào ở bên đó. Anh đi ngược chiều rồi. Tiểu tử thối, cậu không biết Mã Dương gia có ba cái mắt sao? Cậu ở đâu thế? Cậu không nghe ngóng Mã Dương gia đây làm gì à? Đúng thế. Anh làm cái gì tôi thực sự không biết. Không phải là chỉ là cái kính thôi sao? Không bằng tôi đền cho anh. Được, 8.000 tệ. Lấy ra đi. 8.000 tệ. Anh rõ ràng là ăn cướp. Ăn cướp thì đã sao? Tao cho mày một trận đi. Trời ơi, sao lại đánh nhau rồi? Người anh em, xin bớt giận. Nói chuyện đàng hoàng đi. Đúng thế. Tiểu tử thối, lát nữa sẽ cho mày biết tay. Nhìn cái gì mà nhìn? Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Nhìn cái gì? Không sao. Tiểu Tuyết không sao chứ? Không sao. Đừng sợ các em nhỏ. Đi, chúng ta đi. Đi qua đây. Các em nhỏ bên này. Ở đây còn có thương mại nữa. Đúng thế, phòng qua kia. Cô ơi, sao thế? Em đau bụng. Đau bụng à? Vậy cô dẫn em đi vệ sinh. Em muốn đi vệ sinh. Tôi dẫn em ấy đi. Được, cẩn thận chút. Tiểu Cường, hay là cậu dẫn các em nhỏ đi trước đi. Tôi đi với Tiểu Tuyết. Được, ok. Các em đi theo đội nào. Nào chúng ta đi. Có đồ chơi kìa. Có đồ chơi à? Đi xem. Các em nhỏ xem đi. Thích cái nào? Cái này thế nào? Cẩn thận chút. Cái này đẹp thật đấy. Cái này đẹp. Tiểu tử thối, hôm nay là do mày tự tìm đến. Lên lên lên. Tiểu tử thối, ghê gớm đấy. Các anh em đánh cho tao. Thầy ơi, thầy không sao chứ ạ? Tiểu tử, hôm nay tao cho mày biết, tam bảo gia tao cũng có ba mắt. Thầy mau đứng lên đi. Không sao, yên tâm. Hay, hay, hay. Không sao chứ, đại ca. Liều với hắn hôm nay. Đánh người rồi. Đánh người rồi. Đánh người rồi.
Phòng này, vào trong. Vào trong. Họ tên. Anh biết mà, tôi là khách quen đến đây mà. Tuổi. Anh nhìn mà viết đi. Tôi là dân cảnh phá án vụ này. Tôi bây giờ đang theo pháp luật hỏi cung anh liên quan đến việc đánh nhau nơi công cộng. Anh phải thành thật trả lời tôi tất cả câu hỏi được đặt ra. Nghe rõ đi. Cảnh sát Phong, chuyện này thực sự là không phải lỗi của tôi. Chính là con lừa đó. Chính là thằng đầu cứng đó. Hắn ta ra tay trước. Tôi bây giờ ngực vẫn còn đau đây. Chuyện này anh phải làm chủ cho tôi. Theo như camera mà chúng tôi đã thu thập được ở hiện trường thì nhìn thấy tình hình là thế này. Các anh đi ngược chiều trong khu tham quan, cố ý làm rơi vỡ kính, lợi dụng chuyện này để gây sự. Dưới ban ngày ban mặt, công nhiên đánh người. Tôi nói đều đúng sự thật đúng chứ? Đây cũng gọi là gây sự sao? Anh xem đánh anh em của tôi, đánh đến nỗi tâm tím mặt mày, vỡ đầu mẻ trán, chắc ra có thể uống một giò rượu đó. Bảo Tam, trong camera giám sát nhìn thấy các anh đánh nhau. Anh còn không thừa nhận? Đúng, đúng là thế, chúng tôi đánh nhau. Nhưng đó cũng là vì tranh chấp bình thường thôi. Đối phương cũng không bị thương. Tôi xem các anh em của tôi đánh đến nỗi mũi bị dập răng bị rụng mấy cái, chân cũng bị gãy cả ra. Dựa vào cái gì mà đánh chúng tôi? Chỉ bởi vì hắn ta biết công phu, ngày nào cũng bắt nạt chúng tôi. Cảnh sát Phong, tôi cũng thường đến chỗ của anh. Anh có đánh tôi bao giờ không? Tôi chỉ kém một bước nữa là thành người tốt rồi. Bây giờ thì hay rồi. Đánh tôi lùi mấy bước rồi. Nếu như thế quốc ức, anh có thể yêu cầu lập án. Lập án thì thôi đi. Bảo Tam tôi cũng là một nam tử hán. Chuyện này tôi không so đo với hắn. Nhưng mà tiền các anh em tôi khám bệnh hắn ta phải trả. Tiền thuốc thang, phẫu thuật, chăm sóc, tiền thất nghiệp, tiền điều dưỡng. Còn có tiền bồi thường tổn thất tinh thần không thấp hơn 200.000 tệ. Bảo Tam, anh bớt chút đi. Được rồi, được rồi. Sắp xỉ là được rồi. Dù sao cũng đưa tiền. Chuyện này chưa xong đâu. Được. Bây giờ chúng ta ghi chép cụ thể chi tiết, tình tiết sự việc. Nếu như anh có ý kiến muốn điều chỉnh, vậy tôi đi nói chuyện với đương sự. Cảm ơn. Ngồi xuống. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Bảo Tam là người như thế nào? Anh còn không hiểu hơn tôi sao? Từ sáng đến đêm hung hăng ngang ngược, vào đây mấy lần rồi, ra ngoài vẫn như thế. Hôm nay nếu như không phải là tôi ra tay cứu người, Bảo Tam khẳng định đánh người tốt cho đến tàn phế rồi. Tôi còn hối hận chưa đánh chết cái đám người đó. Tôi nói này Đại Long, chúng ta đang ở xã hội pháp trị, anh có biết không? Ai xúc phạm pháp luật quốc gia thì đều phải chịu sự trừng phạt của luật pháp. Anh không phải là người của cơ quan chấp pháp, anh không có quyền. Tôi chính là thay trời hành đạo, trừ gian diệt bạo. Vẫn nằm mơ làm đại hiệp à? Tôi nói cho anh nghe, hôm nay chuyện này nếu như không hòa giải được, anh sẽ phải ăn cơm tù đó, có biết chưa? Tôi bắt đầu cũng là hành vi trượng nghĩa. Hành vi trượng nghĩa cũng không phải là đánh người ta bị thương như thế. Đại Long, quyền pháp của anh rất nặng, sau này phải chú ý một chút. Tôi chỉ dùng 30% công phu thôi. Ác giả thì ác báo, bọn chúng đáng đời. Được rồi, được rồi. Bây giờ đối phương đồng ý tiến hành hòa giải, nhưng anh phải bồi thường tiền. Bao nhiêu? Đối phương đòi 200.000 tệ. Cái gì? 200.000 tệ? Ngồi xuống. Tôi trả tiền thuốc men cho bọn họ thôi. Được rồi. Còn như hai bên đạt được hòa giải, vậy thì sẽ theo thỏa thuận. Hòa giải, thực hiện đi. Sư phụ. Cầm lấy mà đi khám bệnh. Người trẻ, cậu tưởng là cậu hiểu xã hội à? Cậu hiểu xã hội sao? Được rồi. Đầu cứng. Sau này ra tay nặng một chút, tiền nhiều, tôi không sợ đâu. Đại Long.
Gần đây chỗ tôi không thuận lợi lắm. Làm ăn chỗ các anh thế nào? Cũng tạm. Đại Long đến rồi. Đại Long, ngồi, ngồi đi. Hôm nay không uống trà, uống rượu. Anh bình thường không uống rượu mà. Hoa Sơn Luận Kiếm. Được, để tôi. Không sao chứ? Có thể uống một trận rượu với anh em không? Được. Đại Long à, chuyện đó không đáng bận tâm. Rót rượu cho Đại Long. Đổ đầy vào. Cạn. Rót rượu. Rót rượu. Địa điểm du lịch mà chúng ta đến bây giờ chính là đạo quan Ngũ Đài. Đạo quan Ngũ Đài được xây dựng vào thời kỳ Nam Bắc Triều, cách này khoảng 1.400 năm lịch sử. Bên phải là tháp chuông, bên trái là lầu canh, ở chính giữa là điện chính của đạo quan, điện chân giỏ. Điện chân giỏ trải qua sóng gió hơn 1.400 năm, nhưng bảo tồn vẫn tương đối hoàn chỉnh. Trong điện chân giỏ thờ là đại đế chân giỏ. Vua chân giỏ tượng trưng cho đại đế Dương Triều của Đại Minh Trung Quốc. Bức tượng này là bức to nhất, cao nhất trong nước. Nó cao 5 mét. Cảm ơn anh. Chúng tôi muốn tự mình xem, có được không? Được, không vấn đề. Một tiếng sau chúng ta gặp ở bãi đỗ xe được không? Được, các anh cứ tự nhiên tham quan. Tôi với cô ấy ở đây chấp hành nhiệm vụ. Các cậu quay về khách sạn đợi chúng tôi. Đi. Tiểu quỷ, người đang làm, trời đang nhìn. Không sao. Thầy, đồ ngốc. Hỏi lòng không hổ. Không sao đâu. Đã nói là không sao rồi mà. Hiểu rồi. Đây là rượu. Chúng ta đi uống trà. Uống trà. Thật sao? Sư phụ, chân đau, tôi cõng người. Mau lên, mau lên. Lợi hại. Mau lên, mau lên, mau lên. Các em nhỏ, đây là nơi bắt đầu của con đường tơ lụa. Từng điêu khắc con đường tơ lụa. Các em nhỏ đi theo cô. Sắp đến rồi. Các em nhỏ xem bên đó. Đẹp quá. Đợi mình với. Cẩn thận. Các em nhỏ cẩn thận. Cẩn thận đó.
Cẩn thận, mặt đất rất trơn, chậm thôi. Ngầu quá, cẩn thận nhé. Được, được. Đi thôi. Được. Tấn, chuẩn bị. Một. Hai. Thầy ơi, nóng quá, không muốn tập nữa. Đông luyện tam củ, hạ luyện tam phục, đây mới có mấy động tác, đã còn muốn luyện rồi à? Đứng lên, đứng lên. Công phu Trung Quốc không phải là một sớm một chiều. Thế nào? Tiếp theo, mời sư huynh Diên Sầm, được mời đến từ Thiếu Lâm Tự, cũng chính là anh học của thầy, biểu diễn cho các bạn nhỏ xem cái gì gọi là công phu Thiếu Lâm, có được không? Được. Nào nào, các em tránh ra, theo dõi cho kỹ nhé. Hay. Thế nào? Lợi hại quá, hay quá. Thầy ấy thật lợi hại. Long đại hiệp, thầy cũng biểu diễn một cái đi. Được. Đến đi. Nào, ngồi đi. Hay. Hay. Giỏi quá. Hay. Hay, thật lợi hại, quá giỏi. Hai thầy cũng nghỉ ngơi một chút. Các em nếu có muốn luyện nữa thì hôm nay chúng ta nghỉ. Được, đi chơi đi. Đi thôi. Đi chơi. Đợi mình với. Sư phụ, Tiểu Cường, uống nước đi. Huynh dạo này không có luyện công nữa đúng không? Không, ngày nào ta cũng luyện. Quyền yếu lắm rồi. Huynh gần đây tâm tư đều đặt hết lên người phụ nữ đúng không? Tây thi đó quan trọng như thế sao? Công phu đó của huynh còn dám đấu với đệ? Vậy chúng ta gặp trên võ đài. Được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sư phụ, người đến rồi à? Cậu thấy ta hôm nay thế nào? Đẹp không? Lại cho cái đi. Thầy ơi, tôi sắp thi đấu rồi. Người thấy tôi bây giờ thế nào? Mấy người Nga đó ta đã gặp rồi. Cậu nhất định phải để ý cái người thấp nhất đó, biết không? Còn có, nhớ lấy trí tuệ của võ thuật, biết chưa? Thầy à, tôi hỏi chút, sao mỗi lần người đến đều thoát ẩn thoát hiện vậy? Cậu là đàn ông đúng không? Con người có ba cái gấp, ta có thể nhìn được sao? Thật là. Cái lá trà này tốt thật đấy, không pha để ở trong miệng cũng đã thơm rồi. Cậu thử đi. Nhiều một chút, nhiều một chút. Đúng, đúng, đúng. Thế nào? Từ xưa Linh Bác không trồng trà, chỉ có Kinh Dương là có phục trà. Các vị quan khách, các vị quý khách, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tụ họp ở sân trà Long Tuyền Mỹ Lệ để tiến hành đại hội trà Dương công phu phục trà Kinh Dương. Võ thuật với trà đạo tuy là mang trên mình văn hóa khác nhau, nhưng mà có một điểm chung,
đó chính là có thể tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ, là một phong cách sống vô cùng khỏe mạnh. Vậy tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng đến gần hiện trường đấu trà. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành thi đấu trà. Xin mời các vị võ thuật ở dưới đài của chúng ta, người thử trà và các nhân sĩ tinh anh của xã hội đến từ các ngành nghề đến uống thử trà. Để chọn ra trà dương đứng đầu của giới năm nay, mời các vị tuyển thủ thể hiện trà nghề của mình. Đủ rồi chứ? Em mang qua đó. Cẩn thận. Được, các bạn vừa mới trải qua dòng thi đấu rất kịch liệt. Đại hội đấu trà mùa này kết thúc. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đến thời khắc kích động lòng người. Mời mọi người hướng ánh mắt của mình đến lôi đài. Bây giờ cuộc thi đấu võ chính thức bắt đầu. Đặc sắc quá. Tây quân đô. Một chiêu chế địch. Ra tay nặng quá, lợi hại quá đi. Âm dương bát bộ quyền, Quảng Lan quyền. Yeah.
Hay lắm. Đánh hay lắm. Thật không tôi? Bát cực quyền. Hay quá.
cởi áo. Cởi áo ra đi. Đến đây, cố lên, thắng rồi, thắng rồi. Hay, hay. Hay lắm. Hay, hay, hay.
quán quân của cuộc thi Trà Dương lần này là Trà Phục Long Viên. Tiền thưởng cho Trà Dương là 1 triệu tệ. Hay, hay. Tôi tuyên bố cuộc thi Trà Dương lần này người nhận được ngôi dương công phu là Phú Đại Long. Hay, hay. Hay, hay. Tiền thưởng là 200.000 nhân dân tệ. Hay quá. Cảm ơn. Thật không tồi. Đại Long, chúc mừng cậu. Cậu quả nhiên thắng rồi. Đúng vậy thầy. Nhớ lấy, núi cao còn có núi cao hơn, biết chưa? Hiểu rồi thầy. Còn gọi ta là thầy, gọi sư phụ đồ ngốc. Cậu nhìn bên đó xem. Sư phụ. Sư phụ. Nhiệt liệt chúc mừng công xã Long Tuyền trở thành thị trấn công phu. Hay, hay lắm. Hay lắm. Được, tôi nhớ rồi. Nói lại một lần nữa đi. Thời gian phát hiện mất đại khái là lúc nào? Sáng nay lúc quý dọn vệ sinh. Đúng chính là lúc phát hiện vệ sinh.
Đi cẩn thận, lần sau lại đến nhé. Được. Ông chủ, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Đồ của ông tôi cũng đang nắm trong tay rồi. Hôm nay chúng tôi xuất phát. Tôi hy vọng các ông cũng nhớ chức trách của các ông. Đi. Chị ơi. Chị. Sao thế Dương? Em vừa mới nghe mấy người nước ngoài nói họ lấy được cái gì mà phương thuốc ngàn vàng của chúng ta. Em mau đi tìm Đại Long. Chị đi báo cảnh sát. Được. Có người đuổi theo. Nắm chắc. Được. Cắt đuôi hắn. Hỏi cô ấy đã báo cảnh sát chưa? Đã báo rồi. Mau lên Julia. Sư quân cẩn thận, phía trước có khúc cua. Được lắm, xem bọn chúng có thể đi đâu. Chạy, đứng lại. Mau mau, mau lên thuyền. Mau lên thuyền. Đi. Julia, mau lên. Mau lên thuyền. Tôi không đi. Chém tôi, chém tôi. Các người làm cái gì? Thuyền của tôi. Thuyền của tôi. Chuyện gì thế? Sư đệ. Đệ không sao chứ? Đệ không sao, mau đuổi theo. Sư huynh, mau lên.
Mau lên đi, mau chạy đi, mau lên, mau chạy, mau, mau chạy đi. Đứng lại, không được chạy. Không được chạy. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Đứng lại. Giấy mời đồng chí Đại Long đề cử anh là huấn luyện viên tinh anh thực chiến của đội cảnh sát.
tuần tra đặc biệt của Công an thành phố Hàm Dương, kỷ niệm 5 năm. Đội cảnh sát tuần tra đặc biệt của Công an thành phố Hàm Dương, ngày 4 tháng 5 năm 2018. Đấu vật, chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6. Chuẩn bị. 1 2 3. Cao một chút. 4 5 6. Một. Hai. Ba. Bốn. Nghi thức phát học bổng do Đại hội Trà Dương tài trợ. Xin phép bắt đầu. Anh xem cảnh đêm của phố Hàm Dương chúng ta đẹp biết bao nhiêu. Chúng ta ăn cưa ở đây đi. Được, anh cam tâm là được. Thế giới rộng như thế, em nói với năng lực bây giờ của chúng ta, ở đâu mua nhà lập nghiệp cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà tại sao vẫn cảm thấy trong lòng có cái gì đó trống trải, thật lạ. Anh đó cảm thấy trong lòng trống rãi, không phải nơi này của chúng ta nhỏ, mà là anh căn bản không biết lòng của anh đã ở nơi nào, cho nên mới cảm thấy trống rãi thôi. Anh nghĩ danh lợi có thể khiến anh sống đủ đầy không? Nha đầu, em có thể đợi anh không? Anh nên tìm lại trái tim thật sự của anh. Đi đi, đi tìm lại con người của mình đi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bốn.
một tác phẩm của đạo diễn Trương Nghệ Phi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.